Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng như trên cả nước xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu phun quảng cáo trang web cờ bạc, cá độ lên các ghế đá ở khu vực dân cư, nơi công cộng, vườn hoa, công viên, thậm chí ngay cả ở nơi văn hóa tâm linh như đình chùa. Tại di tích quốc gia chùa Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, có gần 20 ghế đá ở trước cổng chùa do người dân cung tiến bị in quảng cáo của một trang web chuyên về cá cược trực tuyến. Những dòng quảng cáo in đậm chữ to, rõ nét nhằm thu hút và gây sự chú ý. Do là cái khuôn viên bên ngoài cổng chùa, cho nên là các đối tượng là làm vào ban đêm, nhà chùa cũng không biết, đến sáng sau thì phát hiện ra, thì báo cáo ủy ban xã thì ủy ban xã đã về và đã kiểm tra. Về phía địa phương thì đã chỉ đạo ban công an sẽ bố trí tuần tra kiểm tra để phát hiện các cái đối tượng mà có cái hành vi này, không những ở chùa mà ở các cái vị trí khác. Ghế đá ở công viên, khu dân cư là nơi thường tập trung nhiều người đến nghỉ ngơi, thư giãn. Vì thế các đối tượng xấu thường lợi dụng để quảng cáo cờ bạc trá hình. Người dân bức xúc khi chỗ ngồi công cộng bị bôi xấu, gây mất mỹ quan và có thể gây ra hệ lụy cho xã hội. Một cái bắt đầu nó đóng vào xong nó đi thì làm sao mà biết được, mà nó toàn đi vào những cái tầm nhá nhem mới tối, hầu như là có ghế là bắt đầu nó toàn đóng kiểu như này. Phản cảm nhất là cái phun các cái quảng cáo nó không lành mạnh về đây, là dân tôi rất là bức xúc. Những cái người đi quảng cáo về là không hợp lý, nên do vậy nhân dân cũng có thông báo thì chúng tôi cũng nắm được, và chúng tôi cũng bảo nhân dân là khi là nắm được ai thì là báo ngay công an để công an để xử lý. Hành vi vẽ bậy, bôi bẩn, xịt sơn lên ghế đá công viên, nơi công cộng, tường nhà dân có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ của hành vi người vi phạm. Cụ thể, theo Nghị định 144/2021 NĐ-CP, hành vi vẽ bậy có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức. Ngoài phạt tiền, buộc người có hành vi vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với ghế đá, tường nhà. Trên các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ, khu vực đông dân cư trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng các hộ kinh doanh, chủ yếu là quán cơm, cửa hàng tạp hóa, sử dụng biển hiệu quảng cáo có chứa nội dung liên quan đến các website cá độ bóng đá, cờ bạc online như MU88, QH88, EE88. Theo tìm hiểu của phóng viên, điểm chung ở các hộ treo các tấm biển này là một số đối tượng đến đặt vấn đề, đặt biển quảng cáo và nhận được sự đồng ý của chủ cơ sở kinh doanh. Nhiều người không biết đó là quảng cáo gì. Và đây là lý do được đưa ra. Đi chợ về thì là thấy hàng xóm bảo là thấy có mấy thằng nó lại lắp cái biển ở trên nhà mày, thế chị mới chạy ra nhìn thì thấy có không? Chứ còn chị có lắp đâu. Thế chị có biết cái nội dung là quảng cáo cờ bạc không? Không, biết thì đang chị không biết là cái gì, chị biết là người ta lắp là như thế, là từ hôm nay chị không có lên được tháo được. Thì bảo là cháu quảng cáo biển cho nước ngọt nước gì đấy thôi, trong thế là treo lên thôi, chứ mình cũng đâu có để ý gì đến những cái đấy đâu. Mình không quan tâm đến là quảng cáo gì, tiếp tay gì đâu. Các logo web cờ bạc có kích thước tương đối lớn so với bảng hiệu. Về hình thức, màu sắc, nội dung, có những ký hiệu rất dễ nhận biết đây là hoạt động kinh doanh cờ bạc. Những người tò mò có thể theo tên của trang web để truy cập vào các đường link cá độ cờ bạc online. Một số nơi thì các đối tượng còn in các ballet khổ lớn để treo lên nhằm gây sự chú ý và kích thích đối với những cái người mà có tính tò mò và tìm hiểu về cái hình thức của các đối tượng, và sẽ bị sa bẫy vào cái chiêu trò của các đối tượng. Cái hậu quả khôn lường đây là gì, là cái người tham gia đánh bạc ấy, tức là cứ âm thầm một mình. Chính vì vậy cho nên nó gây ra cái hệ lụy là các con bạc thì đi vay tiền của người nhà, rồi có thậm chí lừa đảo để thực hiện cái việc cuốn vào cái trò chơi này, dẫn đến những cái hậu quả khôn lường của xã hội, ví dụ như là bắt nguồn khởi nguồn cho rất nhiều các cái loại hành vi phạm tội khác kéo theo vào đấy, và tan vỡ gia đình, rồi là ảnh hưởng đến kinh tế. Quần chúng nhân dân là thứ nhất là phải nhận thức rõ ràng về cái việc đó là hành vi vi phạm pháp luật và chúng ta phải tránh xa, chúng ta phải cảnh giác đấy, chứ chúng ta không nên kích vào tìm hiểu tò mò về cái việc đấy. Quảng cáo cờ bạc là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 1 điều 7 luật quảng cáo năm 2012. Hành vi này bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng, theo quy định tại Điều 33, Nghị định 38/2021 NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021. Thực tế cho thấy, các đối tượng quảng cáo cờ bạc đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lồng ghép quảng cáo trái phép. Chính bởi vậy, ngành chức năng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân để không tiếp tay cho quảng cáo cờ bạc trái phép.
đối với cơ quan thường trực về lĩnh vực mà quản lý về nhà nước về lĩnh vực văn hóa và quảng cáo tham mưu ban hành một công văn để chỉ đạo là quản lý tốt cái xử lý nghiêm đối với các cái trá hình đối với quảng cáo cũng như là biển hiệu quảng cáo có in các website cá độ cá cược đối với cơ quan thường trực về lĩnh vực mà quản lý về nhà nước về lĩnh vực văn hóa và quảng cáo thì chúng tôi cũng đang phối hợp với thị đoàn xây dựng dự thảo cái kế hoạch ra quân tháo dỡ các cái biển quảng cáo giao vặt để làm cho đô thị luôn được xanh sạch đẹp hơn. Trước tình trạng quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép diễn ra công khai với nhiều hình thức gây bức xúc cho nhân dân, ngày 28 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 3583 về việc xử lý hành vi sử dụng biển hiệu, biển quảng cáo có nội dung website cá độ cờ bạc trực tuyến. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý theo quy định. Ngay sau khi có phản ánh của nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, nhiều hộ kinh doanh tại xã Dân Tiến và xã Tân Dân, huyện Khoái Châu đã tự giác tháo các biển quảng cáo cờ bạc trái phép. Theo thống kê, số biển vi phạm ở hai xã này là 6 biển, hiện nay đều đã được gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo cá độ. Chính quyền địa phương và lực lượng công an xã đã đến tuyên truyền về luật quảng cáo và nhắc nhở các hộ không tái phạm. Khi em đã biết và nhận thức được thì lập tức là em sẽ tháo ngay. Đấy, và từ nay về sau em sẽ là bất kể thấy một hình thức là tuyên truyền là mà xấu mà ảnh hưởng đến pháp luật mà ảnh hưởng đến bà con nhân dân và ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia thì em sẽ cùng kết hợp với gia đình và xã hội và cơ quan chính quyền địa phương đấy, ngăn chặn kịp thời ngay tất cả các hình ảnh xấu đó. Trước thực trạng cờ bạc trực tuyến có diễn biến phức tạp, thu hút nhiều người tham gia, Công an tỉnh Hưng Yên tăng cường công tác đấu tranh đối với loại tội phạm này. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Hưng Yên điều tra xử lý 7 vụ án liên quan đến các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số 91 bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đấu tranh xử lý nghiêm đối với tất cả những cái hành vi như đánh bạc trên mạng này, các hành vi quảng cáo trên các Palo, Affix không đúng quy định, rồi các hành vi mua bán cho tặng tài khoản ngân hàng là những cái hành vi đấy để phục vụ cho các đối tượng là công cụ phương tiện để thực hiện các cái hành vi lừa đảo và đánh bạc trên mạng, trực tuyến trên mạng. Đối với quần chúng nhân dân là khi phát hiện là các đối tượng có những cái hành vi ví dụ như là quảng cáo trên các cái dán Palo, Affix hoặc là in cái hình thức quảng cáo trên các nơi công cộng thì cần đề nghị hoặc là thông tin luôn đến cơ quan chức năng ví dụ như là công an cấp xã, cấp phường hoặc công an cấp huyện để tiến hành xử lý nghiêm